qua quyển 3 chương 25, tranh giới giữa thiên tài và ngu ngốc. Vài câu nói làm không khí trong phòng sôi nổi hơn, thoải mái hơn, hồ lệ quân cuối cùng cũng lên tiếng, ra hiệu cho mọi người không nói nữa, mọi người đừng nhắm vào cậu ấy nữa, dù sao giảng phàm cũng hy sinh vì đội, đáng được biểu dương. Giảng phàm, hôm nay triệu tập 13 người tra hỏi mà không có kết quả, khi cậu chưa về, mọi người đang tranh luận phải chăng phương hướng điều tra có vấn đề, cậu về đúng lúc lắm cùng mọi người thảo luận đi, ra ngoài đổi không khí, có chút linh cảm nào không? Lương Vũ Vân biểu môi, cho rằng giảng phàm đi chơi với mỹ nữ cả ngày còn nhớ gì tới vụ án, định chọc một câu bị hồ lệ quân trừng mắt im re. Giảng phàm không xác định lắm, chị hồ, tôi có chút linh cảm, chiều nay tôi vẫn cứ nghĩ mãi về vụ án. Xì Một đám đồng đội người dơ ngón giữa, người làm vẻ mặt khinh thường, ở cùng một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, Bảo Y nghĩ cách làm sao đưa người ta lên giường còn hiểu được. Nghĩ tới vụ án Mà nó mới tin Thế là một đống âm thanh biểu thị coi thường phát ra Giảng phàm trừng mắt nhìn cả phòng Này, thái độ gì thế hả? Có muốn nghe không? Nếu không phải thương mấy người suốt ngày chạy ngoài đường như rùi không đầu Tôi chẳng thèm động não Không tin chứ gì Không thèm nói nữa Tự nghĩ cách đi Úi, giỏi kìa Dương Hồng Hạnh phì cười Trật tự đi hồ lệ quân vỗ tay ra hiệu cho mọi người tập trung lại tỏ vẻ chăm chú giảng phàm nói xem tôi nghe đây giảng phàm nói cho hồ lệ quân nghe không thèm để ý tới bọn ngốc kia vừa rồi tôi đi siêu thị nhìn thấy một người mua đồ nên đột nhiên có linh cảm phương hướng điều tra của chúng ta có vấn đề chẳng liên quan gì cả lương vũ vân luôn nhanh mồm thế nên mới gây họa hôm nay xem ra còn lâu mới sửa anh nói hay em nói đây im lặng mà nghe đi Giảng phàm nghiêm mặt mắng, nơi này không có lãnh đạo, thoải mái hơn, giơ ngón tay lên, tôi nhìn thấy một nam nhân mua băng vệ sinh cá nhân, tôi cảm thấy xấu hổ, vậy mà người ta thì tự nhiên như không, còn thảo luận với phục vụ viên gì mà hai lớp với có cánh, chống trò rỉ, mua cả túi lớn. Ngay cả Thu Ngân cũng lấy làm lạ. Này mọi người làm sao thế? À. Nói tới đó thấy Dương Hồng hạnh trừng trừng mắt nhìn thiếu điều vác lát tốt ném mình thì khựng lại. Mấy nữ cảnh sát mắt như kiếm mày như dao, hận không thể đâm y vài phát, quách nguyên và tiêu thành cương chấn kinh tới mồm há to như hà mã, nhưng không dám lên tiếng sợ bị đám nữ cảnh sát quy vào cùng một loại với giảng phàm. Người anh em này hôm nay có phải uống nhầm thuốc không, đem chuyện không phù hợp với trẻ em ra nói. Hồ Lệ Quân vẫn trấn tĩnh, giảng phàm, chuyện này có liên quan tới vụ án chứ? À, vâng. Vậy tiếp tục đi. Giảng phàm quẹt mũi, cẩn thận lựa chọn từ ngữ, Tôi nghĩ thế này, chúng ta đã bỏ qua một vấn đề hết sức đơn giản, nam nhân có thể mua đồ dùng cho nữ, nữ có thể mua đồ cho nam. Nếu đây là tội phạm có tổ chức, vậy thì nữ nghi phạm kia nhờ người khác mua thuốc thì sao? Chúng ta so sánh hình ảnh giám sát sai rồi, nữ nghi phạm đó căn bản không xuất hiện ở hiệu thuốc hay bệnh viện. Đúng. Hồ Lệ Quân vỗ bàn, đây chính là điểm mấu chốt mà chúng ta bỏ qua. Một câu nói đánh thức người trong mộng. Tiêu Thành Cương đầu óc chậm tiêu còn nhìn oa ca với ánh mắt ngưỡng mộ thì quách nguyên vào đầu bức tai, đám nữ cảnh sát sắc mặt quá dị, người này đầu óc làm sao thế, linh cảm không tới từ thân thể nữ nhân thì tới từ đồ dùng nữ nhân. Mà bi kịch nhất là, phương án sai, tức là phải điều tra lại từ đầu, tức là ba ngày vất vả vừa rồi vứt đi, ai nấy nản chí mỏi mệt hết sức. Giảng phàm, vậy cậu nói chúng ta phải tra từ đâu, làm lại từ đầu à? Sử tỉnh viện lần đầu tiên thực sự coi trọng lời giảng phàm nói rồi, chẳng trách hồ lệ quân luôn nhẹ nhàng khuyến khích giảng phàm, mình đúng là giác ngộ chậm hơn người ta một chút, chàng trai này có chỗ thần kỳ không ngờ. Không cần phải làm lại từ đầu, chúng ta đi vào ngõ cục là vì tư duy chúng ta chú ý quá mức vào nghi phạm duy nhất, bất giác nghĩ nghi phạm là người mua thuốc. Tôi xem hồ sơ vụ án suốt 3 tháng, nhiều vụ án không nên vì tính chất vụ án mà định vị nghi phạm quá thần bí. Ví như vụ án chặt xác năm ngoái mà chính đội chúng ta phá được, té ra kết quả chỉ là do người vợ hiểu lầm chồng ngoại tình, phẫn nộ chặt xác chồng thôi. Còn cả 4 năm trước có vụ giết người liên hoàn, chỉ là công nhân mất việc bất mãn với xã hội. Được rồi, đừng lạc đề nữa, nói vào vụ án này đi. Hồ Lệ Quân vỗ bàn, chàng trai này cứ nói chuyện là quen tính ba hoa, thường xuyên lạc đề. Thói quen. Giảng phàm cười chữa ngượng, tiếp tục, Chúng ta đừng đặt trọng tâm vào nghi phạm nữa, vì không có vân tay, không có nhận dạng, không có chứng cứ, dù có đối chiếu đúng ảnh cũng không chắc là đúng không. Nhưng có một thứ quan trọng, trực tiếp chỉ tới nghi phạm, mọi dấu vết có thể che giấu, cái này thì cô ta không giấu được. Thuốc phải không? Sự tỉnh viện phản ứng khá nhanh. Đúng rồi, tra thuốc không tra người, chúng ta tra xem ai mua lượng thuốc lớn, hoặc liên tục mua cùng một loại thuốc nhiều lần không cần biết nam hay nữ đều là người đáng nghi nhất thuốc này không rẻ chẳng ai lại mua như cơm ăn cả nếu là phạm tội có tổ chức ắt có người lo xử lý dấu vết người này hẳn xuất hiện ở hiện trường thuê phòng đúng không trong khi giảng phàm không chắc lắm về phán đoán của mình thì hồ lệ quân đã không để tốn thời gian hạ lệnh vũ vân hồng hạnh các cô đi kiểm tra ghi chép của hiệu thuốc và bệnh viện tỉnh viện cô và tôi xem lại dữ liệu hình ảnh theo hướng mới lần này ưu tiên hướng nghi vấn về phía nam. Mấy đồng chí nam, hỗ trợ cho các cô ấy. Mấy nữ cảnh sát loạt soạt thu dọn hồ sơ lập tức hành động, giảng phàm được một ánh mắt cổ vũ của Hồ Lệ Quân, tự đắc dựa lưng vào ghế, phục bản thân không thôi, chỉ là Lương Vũ Vân chuẩn bị máy vi tính cứ che miệng nhìn mình cười rất chướng mắt. Giảng phàm trừng mắt lên, cái cái gì? Không nói còn đỡ, vừa nói ra Lương Vũ Vân càng cười tợn, Ai mà biết anh nhìn người ta mua băng vệ sinh cũng nghĩ tới vụ án. Sớm biết thế bọn em cho anh một cái để nhìn, đỡ tốn công bao ngày vất vả của mọi người. Tiêu Thành Cương chêm vào một câu không thể chấp nhận, đúng, cô cho anh ấy một cái dùng rồi càng hiệu nghiệm. Giảng Phàm vung tay bập hắn một cái, lần này Lương Vũ Vân cũng đỏ mặt, cái thằng ăn nói ngu không chịu được. Nửa tiếng sau tấm ảnh đầu tiên được đối chiếu ra, đúng là Nam, xuất hiện ở hiệu thuốc ba lần, cũng xuất hiện ở hiện trường, là camera từ 2 tháng trước. Thêm 3 tiếng nữa, chỉ tìm ra thêm 7 người, ba ngày qua làm việc cũng không vô nghĩa, giúp họ loại bỏ không ít người không liên quan, thu hẹp phạm vi tìm kiếm, hiệu suất tốt hơn. Phá án đôi khi đơn giản vậy thôi, một khi tìm đúng hướng, mọi chuyện trở nên dễ dàng. Khi tất cả còn đang tập trung kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dữ liệu thì Tiêu Thành Cương chỉ màn hình cười, Hoa ca, tên đẹp trai này với cô này, rõ ràng giống đôi cậu nam nữ em thấy nên đổi tên vụ án là nam nữ mê hồn đảng. Giảng phàm ngồi bên cạnh gật gù tâm đắc tán thưởng, cười rất tâm đắc ngớ ngẩn. Mọi người không dám tin nhân vật vừa rồi biểu hiện cứ như thiên thiên tài phân tích vừa rồi, chớp mắt đã thành thằng ngốc rồi. Giảng phàm, lần này mà lại tìm nhầm người, bọn em bóp chết anh. Tiểu khu hạnh hoa dục ở khu hạnh hoa lĩnh, dưới tòa nhà 23, trong chiếc xe vang không có gì đáng chú ý, có người nghiến răng nghiến lợi nói kính xe dán màn che nắng nên từ ngoài nhìn không rõ bên trong, còn trong xe bốn cái đầu như trộn nhìn về phía cổng tiểu khu lần lượt là giảng phàm, quách nguyên, tiêu thành cương cùng với cửu cương ở đồn công an hạnh hoa lĩnh phối hợp điều tra. Giảng phàm mặt mày rầu rĩ, hai ngày rồi phương hướng tra thuốc không tra người đúng là tìm được vài nghi phạm nhưng làm người ta khóc không được cười không xong. tra người đẹp trai nhất là giáo viên của đại học sơn bắc nhầm rồi, tra người trông dữ nhất lại là bác sĩ bệnh viện lại nhầm, tra tiếp, một người trông như khắc chữ kẻ xấu trên trán, vẫn nhầm, người ta là cảnh sát tòa án của viện kiểm sát, thế là đội trưởng Tần phải ra mặt xin lỗi mới xong. Tra liền năm người đều không liên quan, Tiêu Thành Cương theo chân giảng phàm chạy liền bốn khu, sáu đồng công an, làm trò hề mấy lần, thế là chút ngưỡng mộ biến thành hận không thể đá vài cái cho hả giận. Các nữ cảnh sát vốn có chút hoài nghi anh chàng nói chuyện toàn lạc đề này, thời gian càng dài mà chưa có đột phá càng nghi ngờ tính chính xác của y, cán cân giữa thiên tài và thằng ngốc đang ngã về phía sau. Có điều bọn họ điều tra cũng không có đột phá, chẳng ai nói gì. Tiêu Thành Cương cầu nhàu xong tới lượt Quách Nguyên, không hiểu sao đội trưởng lại tin cái tên chỉ giỏi ăn như cậu, hôm nay lại phí công rồi. Giảng Phàm không dám tranh cãi, nếu hai tên này mà cũng tạo phản nốt thì y thành tướng không quân mất. Cửu Cương cười hì hì, Giảng Phàm, xem ra anh vẫn giỏi làm mất lòng người như xưa này mấy người anh em giảng phàm cười khổ hai ngày qua tôi mời mọi người ăn cơm mà còn chưa bịt mồm được à mới có hai ngày mọi người thường xuyên theo dõi cả chục ngày mới bắt được người cơ mà lần này thì khác cậu không hiểu cái rắm quách nguyên nhẫn nhịn rất lâu rồi lần này bộc phát đây là phá án kỳ hạn kỳ hạn biết không hả giảng phàm cậu vào đội chưa được một năm thì biết cái mẹ gì trong kỳ hạn mà không phá được án chi đội và cục sẽ hạ đánh giá của đội chúng ta không bắt được người, không phá được án. Cuối năm không tiên tiến thì cũng chẳng có thưởng gì hết. Cậu còn đem so sánh với bọn tôi, bọn tôi đi bắt tội phạm có chứng cứ, có nghi phạm, bắt được là sớm hay muộn. Cậu có cái gì, có mỗi cái chuyện bú vú mà dám bốc phép. Có biết vì sao đội trọng án đẩy vụ này cho chúng ta không, vì đây là vụ án không manh mối, chỉ có thể phá bằng vận may, không ai muốn nhận. Cậu ngu như lợn, nó cho sướng mồm để người ta có cớ đẩy vụ án lên đầu đội, đờ mờ, suốt ngày lẫn quẩn trong bếp thì biết cái chó gì mà chỗ mồm vào. Con mẹ nó, ỉ già đời lên mặt, giảng phàm tức lắm muốn chửi lại, nhưng người ta là tiền bối, đành nhịn, phá án lại còn quay ra đánh chửi lẫn nhau thì càng không giải quyết được gì. Nhưng mà chuyện phá án còn dính líu tới bình xét cuối năm thì đúng là y không biết thật, Quách Nguyên nói hẳn không sai, tên này làm ở đồn 4 năm, Tới đội hình cảnh 3 năm, sớm thành tay lọc lõi. Thành Cương thấy Quách Nguyên chữ người như vậy hơi quá lời, tuy cũng giận dãn phàm làm liên lụy mọi người, dù sao là anh em, là đồng hương, nói đỡ, dù sao cũng không có manh mối nào khác, biết đâu chúng ta lại phá án thành công. Phá án được thì sao? Đó là công chung của đội trọng án và đại đội 1, sau đó là các đội cử người tham gia, là công tập thể hiểu không? Nếu không phá được án thì tội chụp lên đầu, một cái đánh giá năng lực nghiệp vụ không đủ là khiến vài năm không ngoi lên được rồi. Quách Nguyên lại chửi tiếp, mẹ nó giảng phàm, lần sau đừng có mà lắm mồm, không phải việc của mình thì có biết cũng im mồm, đừng hại người khác. Giảng phàm đờ người quên cả giận, không phải chứ, hệ thống này đen tối vậy à. Cửu cương sen mồm vào, đã bao giờ sáng sổ đâu mà chẳng đen tối, thế nên bọn tội phạm mới chuyên môn chọn chỗ giao giới các địa bàn gây án, vì chẳng ai muốn trước nợ vào thân hết, gặp án đẩy đi còn chẳng kịp. Giảng phàm, anh ăn nói khéo léo là vậy, sao cái kiến thức thông thường này lại không hiểu? Giảng phàm kiếm được chỗ trút giận, bà mày cửu cương, cũng mới làm cảnh sát vài tháng thôi mà béo như thế, mày chắc là làm ở đồn kiếm chát ghê lắm hả? Cửu cương bộ dạng buồn bực bất đắc chí, kiếm được gì đâu anh, em quản hộ tịch, trừ dọa nạt đám công vụ viên ngoại lai, làm mấy giấy tạm trú thì có gì mà kiếm chắc. À có, nếu mọi người mà để vượt chỉ tiêu thì cứ tìm em, em mở cửa sau, làm hộ khẩu cho. Xem ra người ta còn thảm hơn mình, một đám người độc thân, vợ còn chưa có nói gì tới con, không biết đó là chuyện ngày tháng năm nào. Tiêu Thành Cương theo dõi cổng, gọi khẽ, này, có người tới, xem có phải không? Giống lắm. Mọi người đồng loạt không nói nữa, tập trung chú ý, cử cương dơ ảnh lên chuẩn bị so sánh. Càng đi càng gần, khoảng cách chừng hai ba chục mét, đầu rẽ ngôi giữa chỉnh tề mặc âu phục đúng là mục tiêu mấy người đã canh suốt cả ngay rồi đánh mắt với nhau mở cửa ra quách nguyên và thành cương đi đường vòng bọc sườn giảng phàm giả bộ đi bình thường đột nhiên như gặp được bạn cũ mừng rỡ gọi ái chà ông chủ đồng đợi được anh về rồi nghi phạm ngạc nhiên đứng lại nhìn anh là giảng phàm cười nịnh anh nhìn kỹ lại tôi đi anh quên ai chứ chẳng lẽ lại quên tôi à nghi phạm tới gần quan sát nhớ mày hồ nghi anh là chà xin lỗi nhé tôi không nhớ ra tôi biết anh quý nhân hay quên anh xem cái này là hiểu ngay giảng phàm thấy vòng vây đã hình thành dơ phù hiệu ra thình lình quát lớn đồng hải bình đã biết tội chưa người kia thất kinh xoay người chạy ngay không ngờ va phải từ người quách nguyên và tiêu thành cương nhân lúc giảng phàm thu hút sự chú ý đã một trái một phải đứng sau lưng rồi đó là vì nghi phạm còn chưa rõ ràng nếu không hai người đã đè xuống bẻ quạt tay còn lại. Một trái một phải không cho nghi phạm nói gì, cửu cương vừa lái xe tới là nhét vào ngay, lấy danh nghĩa mời hiệp trợ điều tra, đưa về nhà. Hai ngày liên tiếp bắt nhầm năm người, bây giờ mấy người bọn họ ngay cả còng cũng không dám tùy tiện dùng, có điều xét phản ứng vừa rồi, khả năng tăng thêm vài phần. Nhà của nghi phạm ba phòng một sảnh, không phải khá giả lắm, mặt trời ngã về phía tây trải một màu hoàng kim rực rỡ, không có gì làm chứng cứ, lần này chỉ có thể là dò xét thôi cửu cương mở miệng ra đã là đồng hải bình từ tối qua tới giờ anh đi đâu làm gì nghi phạm mắt láo liên ấp úng ở nhà một người bạn bạn gì tên họ nhà ở đâu làm việc gì nói rõ ràng chúng tôi sẽ chứng thực cửu cương xem ra ở đồn công an học được không ít thẩm vấn rất có dáng vẻ một loạt câu hỏi làm nghi phạm ú ớ không biết trả lời ra sao giảng phàm đánh mắt ra hiệu tiêu thành cương ôm bụng la oai oái vui da đau bụng quá nhà vệ sinh ở đâu à bên kia phía trái cửa nghi phạm chỉ giảng phàm cũng kêu lên chạy theo tôi cũng đi không được để tôi tôi cũng không nhịn được nữa quách nguyên kêu gọi với theo đồng hải bình nhận ra chuyện không ổn cửu cương đã vỗ bàn quát tôi hỏi anh đấy còn chưa trả lời tôi vừa rồi anh hỏi cái gì bọn họ không có lệnh tra xét, đành phải dùng kế quyền nghi, hy vọng tìm ra được manh mối, phàm là vụ án tương tự, không phải cứ có tang vật bày ra đó, có khi một chút manh mối để bám vào cũng là may rồi. Ba người kia phụ trách kiếm cớ tìm vật chứng, cửu cương thì phụ trách đặt ra câu hỏi thật điêu hoa, làm loạn ốc nghi phạm. Không lâu sau, Quách Nguyên về lại vị trí cũ, không nói gì cả, đủ biết là vô dụng rồi. Lại thêm một lúc nữa, Tiêu Thành Cương chán nản đi ra lắc đầu. Giảng phàm là chậm nhất Đến khi cửu cương sắp hết câu hỏi mới ra Ngồi phía đối diện nghi phạm Nhìn hắn chầm chầm Khác biệt không nhiều so với dự liệu Là một người rất thật thà Theo tài liệu thì người này từng kinh doanh quán bar Làm vận tải Nhìn thế nào cũng không giống kẻ gian trá Trong lòng có chút thương hại Giảng phàm nhìn hồi lâu mới hỏi Đồng Hải Bình Bạn gái anh chia tay anh khi nào Đồng Hải Bình máy móc đáp Tháng trước Anh tổng cộng tới nhà thuốc Trúc Lâm 4 lần mua một loại thuốc bôi, mua cho bạn gái anh phải không? Đồng Hải Bình mở miệng ra, mấy mấy vài lần nhưng không nói. Tiêu Thành Cương trừng mắt lên, đúng thì bảo đúng, không thì bảo không, có muốn lấy băng ghi hình cho coi không? Đúng. Đúng à. Đồng Hải Bình giật mình vọt miệng. Bệnh ở vú cô ấy từ đâu mà có? Chuyện này. Mọi người khấp khởi mừng thầm, xem ra có hy vọng rồi, giảng phàm đột nhiên hỏi, có thể xem di động của anh không? Tôi, đồng hải bình không hiểu vì sao lại muốn xem di động, nhưng bị mấy cặp mắt gường gường hung dữ nhìn vào, chẳng suy nghĩ gì, lấy ra đặt lên bàn. Đó là chiếc di động thương nghiệp PDA, giảng phàm cầm lấy kiểm tra, số hiệu máy này do ninh ba triết giang bán ra, anh đi xa như vậy để mua di động à? Bạn, bạn tôi tặng. Đồng Hải Bình tố chất tâm lý rất kém, chưa gì đã hoảng. Mấy người kia càng ngạc nhiên nhìn giảng phàm, sao tên này đột nhiên thành tinh, ngay cả chuyện này mà cũng biết. Giảng phàm bộ dạng như thể đã biết hết mọi chuyện, trong nhà anh hẳn là có một cái laptop, ở phòng sách có dây mạng, lại không có chỗ để máy tính để bàn, tiếc là có một cái lót chuột lửa địa ngục, cái này đắt đấy, phải hơn 100. Anh Đỗng, có cái lót chuột như thế, máy tính chắc không rẻ nhỉ, nó đâu rồi? Cái cái, bạn gái tôi mang đi rồi. Ha ha ha, anh Đồng, anh bất cẩn quá, sao lại để tan vật ở trong nhà? chật nói tới mức này rồi anh còn chưa hiểu chúng tôi vì sao tới đây à giảng phàm thần bí nói tôi không phải tôi làm không phải tôi tiêu thành cương chỉ đợi câu này mà thôi tức thì xông tới như hổ đói đè xuống bàn còng tay lại tin tức truyền đi làm một đám cảnh sát đang bù đầu trong đội phấn chấn nghi phạm bị áp giải về đội thẩm vấn đột kích thêm bốn người tới hiện trường tìm kiếm mang theo găng tay trắng lấy vân tay và vật chứng lúc này không còn chuyện gì của mấy người giảng phàm nữa cửu cương về đồn trước ba người đứng ở ban công tránh vướng víu quách nguyên cho tới lúc này còn chưa hết kinh ngạc nhìn căn nhà lại lần nữa nhìn thế nào cũng không ra dấu vết có nữ nhân từng ở tiêu thành cương thì không hiểu xuất xứ của cái di động giờ thái độ cung kính xin giải đáp giảng phàm lần đầu tiên phá được án đắc ý quên mất cả tên họ mình là gì rồi đúng là đồ ngốc nhìn giá giày đi rõ ràng có dấu vết giày của nữ nhân trong nhà vệ sinh có một bộ cốc đánh răng đôi trong đó một cái đã lâu không dùng trong bếp thì bàn ăn dùng khăn trải bàn có tua đó không phải thứ nam nhân mua về còn cái cốc kia xem đi có vết môi mờ này là do nữ nhân trang điểm xong để lại nhiều lắm kể không hết hai người nhìn thấy một người độc thân nhưng tôi nhìn thấy nam nhân này đang bị thất tình dày vò đây là một nam nhân suy si tình vì sao lại nói thế vì dù tình cảm đã tan vỡ nhưng dù vô tình hay cố ý không xóa đi dấu vết kia thôi nói cái này hai người độc thân không hiểu đâu những điều giảng phàm nói đều là những chi tiết cực nhỏ trong cuộc sống nói tới tâm tư tinh tế thì hai người kia không bằng được biến đi cậu cũng độc thân chứ hơn gì ai quách nguyên cười mắng tiêu thành cương lại hỏi xen vào vậy cái di động thì sao anh nhận được ra cả số sơ ri của máy cơ à đương nhiên là không mấy loại gì anh còn chẳng biết nữa là nói bừa thôi nếu là di động của hắn hắn sẽ phản bác ngay chứng minh mình mua ở đâu nhưng hắn giống mày nghe là trố mắt vụ án này bị mất mười mấy cái di động nói không chừng là hắn giữ lại dùng anh mày lừa đấy giảng phàm cười ngoạt miệng lừa bà nó nói cứ như thật em còn tưởng anh nói thật tiêu thành cương nghe mà tổn thương quách nguyên chợt nhớ ra không đúng cho dù trong nhà có nữ nhân từng ở cậu sao biết là nghi phạm ha 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 lại đây mà nhìn giảng phàm dẫn hai người vào phòng đọc sách tổ điều tra hiện trường đã cho mấy vật chứng vào túi ni lông trong suốt giảng phàm chỉ một cái bút thấy chưa bút chứ cái gì bút vạn bảo long đấy đây là loại đặc làm giá thậm chí trên cả vạn đó là thứ chứng minh thân phận của người có tiền người bị hại thứ sáu mất một cái trong hồ sơ có ghi rõ hai người chỉ biết bắt người là không được phải biết động não chịu khó xem tài liệu nếu không bỏ qua chi tiết nhỏ là hỏng rồi tan vật ở trước mắt mà không nhìn ra giảng phàm cực kỳ hả hê hai chữ đắc ý viết rõ lên mặt hai ngày qua nói xấu tôi giờ biết thế nào gọi là phá án chưa quách nguyên không phản bác nổi té ra là xác định nghi phạm rồi mới đi lừa người ta thế thì tất nhiên là đúng tiêu thành cương cẩm cái bút lên nhìn thấy một hàng chữ tiếng anh viết màu mè không nhận ra có điều thấy đơn giản như vậy mà mình không phát hiện, cảm thấy rất thất bại, chữa ngượng, đơn giản thế em cũng biết. 9 giờ tối hôm đó, tiệc mừng công dự bị mở màn ở nhà ăn đại đội 1. Sở dĩ gọi là dự bị vì vụ án mới xong một nửa, hơn nữa do Quách Nguyên và Thành Cương mời, hai cô gái biết tài nghệ của Giảng Phàm, nhiệt tình ở bên giúp đỡ, Hồ Lệ Quân không ngờ Giảng Phàm Kim luôn cả đầu bếp ở đại đội 1, buồn cười lắm cũng góp vui, thế là một bữa tiệc không chính thức xuất hiện. Đám hình cảnh vất vả mấy ngày, ăn uống qua loa tạm bợ chẳng ra sao, vừa vào nhà ăn ngửi thấy mùi thơm đã đói, bên này ngồi xuống, bên kia bắt nồi, tiếng thì đổ va chạm len ken, món ăn nóng hổi từng suất từng được đưa lên. Một suất ớt xanh xào thịt. Nấm hương xào cải đây. Thịt kho dừa xong rồi. Này ai mang ra hộ cái, hồng hạnh, giúp anh đi. Giảng phàm đeo tạp về bận luôn tay luôn chân, ghé đầu qua ô gọi thức ăn nói, dương hồng hạnh đứng dậy nhận hai đĩa quan tâm nói giảng phàm anh cũng ra ăn đi trong bếp lửa bốc lên phừng phừng chảo mở xèo xèo giảng phàm mắt tập trung vào chảo đầu chẳng quay lại kệ anh mọi người cứ ăn đi còn vài món nữa dạ dương hồng hạnh thấy giảng phàm chuyên tâm như thế có chút thất vọng cứ như mình còn không bằng món ăn lúc nghiêm túc bàn luận vụ án thì cứ như chơi đùa nhưng đến lúc ăn uống đáng lẽ phải cao hứng vui vẻ thì giản phàm cầm tới nồi một cái, thái độ trở nên hết sức trang nghiêm, lời nói cũng đầy uy quyền. Một đám nữ cảnh sát vừa ăn vừa ríu rít không ngừng, món này ngon thật đấy, so với bếp ăn chúng tôi hơn không biết bao lần. Còn người có lương tâm nhìn giảng phàm làm việc mà ấy nấy, chị sử, vụ án này chúng tôi không giúp được gì, lại còn để công thần làm cơm, có hơi quá không? Vốn là vụ án không manh mối, kỳ hạn ngày một gần, ai cũng lo sốt vó, ngày đêm vất vả mà không kết quả gì, không ngờ đùng cái có cả nghi phạm lẫn vật chứng làm người ta trở tay không kịp, đã thế lại còn dùng người phá án làm đầu bếp phục vụ, có chút ấy nấy. Lương Vũ Vân nhanh mồm nhanh miệng, không sao anh ấy là đầu bếp chuyên môn của đội chúng tôi đấy. Dương Hồng hạnh che miệng cười, đúng rồi, làm cơm chuyên nghiệp, phá án nghiệp dư. Thật á? Đúng đấy, các cô bị à. Người đội hai kinh ngạc vô cùng lương vũ vân cười gian chỉ sử tỉnh viện không tin à hỏi chị sử đi thấy sử tỉnh viện gật đầu hai cô cảnh sát đội hai tháng phục qua đại đội một ghê thật đấy một đầu bếp cũng có thể đi phá án vậy cần chúng tôi làm cái gì mà các cô thật có phúc công tác có người làm làm xong còn nấu cơm sướng thế hi hi một đám nữ cảnh sát tụ tập với nhau ăn nói táo tợn chả kém gì nam hiểu ý ám muội trong đó cười rung cả người sử tỉnh viện tâm tình rất tốt nhà giảng phàm mở quán ăn, trước kia trong đội không ai tới nhà ăn cả, giờ thì buổi trưa chẳng ai về nhà, không chỉ tài nghệ giảng phàm cao siêu, cả tay nghề bắt giang cũng nâng cao không ít. Đang nói chuyện thì giảng phàm lại thò đầu ra bảo lấy thức ăn, cô gái đội hai hô, xoái ca, anh cũng ra ăn đi chứ. Mỗi chúng tôi ăn ngại lắm. Không sao. Giảng phàm cười vui vẻ, tôi ăn thì ai làm cho các cô, yên tâm đi, đầu bếp không đói được đâu người mấy đội khác hối hận hết sức không được phân tới đại đội một để hưởng thụ đãi ngộ này than ngắn thở dài làm xung quanh cười suốt chỗ ngồi của hồ lệ quân đối diện với cửa sổ đưa thức ăn thi thoảng nhìn giảng phàm thò đầu ra lại buồn cười vốn là vụ án đau đầu không ngờ bị tìm ra nghi phạm đơn giản như thế chỉ là nhìn giảng phàm kiểu nào thì cũng không thấy giống cảnh sát còn làm đầu bếp lại rất có vị lại có vài người vào nhà ăn hồ lệ quân nhìn thấy tiêu thành cương quách nguyên liền gọi mang thêm bát đũa Giảng phàm xem chừng vẫn chiếu cố hai người anh em đi thẩm vấn, mỗi món ăn để lại một ít, hai người kia không nói nửa câu, cắm mặt vào bát cơm. Chú ý hình tượng chút, có ai ăn tranh của các anh đâu. Lương Vũ Vân nói mà hai người kia chẳng để ý vẫn ăn hùng hục, sự tỉnh viện hiểu vấn đề nằm ở đâu, không hỏi ra gì à. Quách Nguyên gật đầu, có chút rầu rĩ nói, tới giờ vẫn không hé răng một lời, năm tiếng rồi không nói một từ, đúng là tà môn, chúng tôi thì nói khô cả họng từ trong nhà nghi phạm tìm ra hai bộ di động, một cái pocket PC, một cái bút vạn bảo long cương, đã xác nhận những thứ này tới từ người bị hại khác nhau, nhưng thẻ tín dụng, laptop, trang sức và đồng hồ đắt tiền không thấy đâu, huống hồ nữ nhân thần bí kia vẫn chưa lộ, nếu người này không lên tiếng, vụ án vẫn bế tắc. Phá án kỳ hạn, chậm một hai ngày còn được, lâu hơn cả đội sẽ bị phê bình. Hồ Lệ Quân đứng dậy gọi sử tỉnh viện, đi thôi, chúng ta gặp người này, tiểu ngô, nhà các cô ở xa về trước đi. Lát sau Dương Hồng hạnh tiễn người đại đội 2 đi rồi, không ngồi yên được, cũng cùng Lương Vũ Vân tới phòng thẩm vấn. Khi giảng phàm B khay thức ăn từ bếp ra thì chỉ còn hai người Tiêu Thành Cương và Quách Nguyên, thấy trên bàn còn lại không ít thức ăn thì tiếc rẻ, lãng phí lương thực là tội lớn nhất đấy, mai phải kiến nghị với tổ trưởng giải quyết vấn đề lãng phí này. Quách Nguyên không nhìn ra y lại có lúc kéo kịp như vậy, giảng phàm trong mắt cậu chỉ có ăn thôi à. Bác Giang mà nhìn thấy sẽ đau lòng nửa ngày đấy. Giảng phàm không thèm giải thích với những kẻ không biết tôn trọng lương thực. Tiêu Thành Cương vừa nhai vừa nói, hoa ca, dễ mà, nuôi mấy con lợn, đến lễ Tết còn được cải thiện, tự mình nuôi ăn ngon hơn loại nuôi công nghiệp nhiều. Giống như thịt lợn ở đệ nhất hoa vậy, có đi mới biết ở nhà nhiều thứ hay. Nuôi lợn trong đội hình cảnh. Giảng phàm đến nghẹn lời, mà thằng này không giống nói đùa, nhìn cười nói, được được. Mai anh đề nghị với đội trưởng, cương pháo, có tiến bộ, xem ra mày theo Quách Nguyên học được kha khá đấy. Thằng ngốc, đi. Quách Nguyên thấy Thành Cương còn cười đắc ý thì bẻ mặt, đá một phát kéo ra ngoài. Chỉ còn lại một mình giảng phàm nhà nhã ăn cơm, vụ án đã có manh mối, còn lại là thẩm vấn và bắt giữ, mấy chuyện đó không cần mình lo. Ăn xong rửa bát đũa, lại nhớ nghi phạm mang về còn chưa ăn, làm bát cơm lớn với thức ăn, thuận đường đưa tới nhìn qua cửa sổ thấy sử tỉnh viện cúi đầu cầm bút có điều không ghi chép hồ lệ quân đập bàn ra uy hổ cái nghi phạm thì mặt thẫn thờ vô hồn vẫn đang giằng co giang giám sát quách nguyên thành cương lương vũ vân dương hồng hạnh hoặc đứng hoặc ngồi nhu chặt mày nhìn màn hình giám sát vẻ sốt ruột hiện rõ ra mặt anh định mang cơm cho hắn nữa à em nhìn chỉ muốn đấm thành cương xoa tay nói gì thế hả tội chặt đầu còn không để người ta đói mà chỉ trộm có chút đồ mà không cho người ta ăn sao. Để tôi đi nói với chị Hồ. Giảng phàm hừ một tiếng. Ra rồi kìa. Lương Vũ Vân chỉ màn hình nói, anh đừng nói, mọi người đang phiền lòng đây. Dương Hồng Hạnh không bình phẩm gì cả, khẽ cắn môi dưới mắt nhìn chầm chầm vào màn hình. Còn chưa thấy người đã thấy tiếng Hồ Lệ Quân vừa đi vừa lớn tiếng nói. Tôi không tin không làm gì được, đêm nay chúng ta đấu với hắn, luôn phiên nhau thẩm vấn mệt mỏi, tới khi hắn mở miệng mới thôi. Nữ nhân này tác phong cường hãn quen rồi, trừ đối với giảng phàm còn nhẹ nhàng một chút, đối với người khác nói chuyện toàn giọng điệu mệnh lệnh, giảng phàm bê bác đi tới, chị Hồ, tôi muốn đưa hắn ít thức ăn, ăn xong các chị hàng thẩm vấn. Cậu, Hồ Lệ Quân suýt nửa nổi giận, nhưng lòng lay động, tự phát hiện lục địa mới, đặt hai tay lên vai y hỏi, giảng phàm, cậu từng thẩm vấn đồng hải bình đúng không? Vâng. Hắn là người thế nào? cái này khó nói tính cách trầm ổn có vẻ là người thành thật hắn mãi không chịu lên tiếng cậu nghĩ tâm kết ở đâu thất tình thôi mà một hỏi một đáp kết quả là mọi người cười chế nhạo mỗi hồ lệ quân là tiếp nhận được câu trả lời bất ngờ này thúc giục nói tiếp xem chị xem tôi nói nhưng bọn họ không bao giờ tin sáng nay tôi đã bảo với đám quách nguyên rồi nghi phạm là nam nhân si tình thất tình hắn và nữ nhân kia tình cảm từng rất tốt giờ vừa chia tay không lâu. Các người đừng chỉ có coi họ là nghi phạm, trong mắt chỉ có vụ án, thành động vật máu lạnh cả rồi. Nhìn ánh mắt hắn đi, nhìn vẻ mặt hắn đi, người như thế, sống còn không thiết tha, dọa dẫm gì cũng vô ích thôi. Giảng phàm càng giải thích mấy người kia càng cười dữ, hồ lệ quân trừng mắt lên khiến đám kia im hết, đi thẳng vào chủ đề, giảng phàm, cậu có thể giao lưu với hắn không? Cái đó không khó. Tốt lắm hồ lệ quân vỗ vai an bài cậu đi đưa cơm cho hắn đi giao lưu với hắn hiện giờ hắn mang tâm lý đề phòng cảnh sát quá mạnh không moi được thông tin cậu hiểu hắn như thế giờ vào đó làm hắn mở miệng cậu làm được đúng không vâng giảng phàm nhìn nghi phạm lòng vài phần thương hại đi bê cơm đi vào quách nguyên cảm thấy rất không thoải mái ở đây hắn là người có kinh nghiệm thẩm vấn nhất đáng lẽ phải do mình chịu trách nhiệm tổ trưởng hồ cậu ta chưa bao giờ tham gia thẩm vấn hoàn toàn không hiểu gì, chị dung tung đúng cậu ta quá không? Nhỡ cậu ta nói điều không nên nói, làm lộ tin vụ án thì sao? Mấy người kia đều nhìn Hồ Lệ Quân, xem chừng đều chung một cái nhìn về giảng phàm, Hồ Lệ Quân không bận tâm khoanh tay trước ngực nhìn chầm chầm vào màn hình, không sao, tôi gọi điện nhắc nhở cậu ta. Tranh thủ nghỉ ngơi đi, qua không giờ hôm nay là hết hạn rồi, không chờ được nữa. Bên kia chỉ thấy giảng phàm đi vào phòng thẩm vấn, đặt bát lên bàn, quan tâm nói, anh đồng, ăn cơm đi. Người kia không nói, chỉ nhướng mắt lên một cái. Người là sắt, còn cơm là thép, không cứng đổi với nó đi, bọn họ định luôn phiên thẩm vấn anh thâu đêm đấy, không ăn sao chịu được. Đã tới nơi này rồi, trừ bản thân ra chẳng ai thương anh đâu. Theo chế độ thẩm vấn, ghi hình giám sát là sẽ đưa vào hồ sơ, âm thanh truyền ra vô cùng rõ ràng, mấy người kia thấy giảng phàm quả nhiên chẳng hiểu cái gì, chưa chi đã để lộ tin chỉ hồ lệ quân là khẽ nhếch môi không ai hiểu cô nghĩ cái gì này con người anh sao thế tuy tôi bắt anh có lỗi với anh thật ít nhiều tôi còn biết anh sống không dễ dàng gì mới làm cho anh bát cơm xem cơm trắng thế này thịt kho tiêu nhé khoai tây trứng gà nhé đây là bí truyền của đệ nhất qua huyện ô long anh ngửi có thơm không không có nhà thứ hai làm nổi đâu giảng phàm càng ân cần nhiệt tình nói không ngừng anh mới là nghi phạm thôi có gì mà nghĩ quẩn huống hồ là phạm nhân cũng có quyền con người mà người thì phải ăn anh có ăn không nói đi chứ tôi làm cơm cho anh ăn mà bị họ mắng đấy con người phải có phép lịch sự chứ đồng hải bình bị nói tới xấu hổ cuối cùng lắc đầu nói ra hai chữ không ăn cuối cùng cũng lên tiếng rồi đám cảnh sát trong phòng giám sát dở khóc dở cười còn ai cung phụng phạm nhân như đại gia thế không hồ lệ quân mỉm cười hài lòng xem đi mở miệng rồi có giảng phàm ở đó hắn muốn không nói cũng khó lần đầu tiên gặp cậu ấy nói vài câu mà tôi suýt nữa muốn đánh tôi không tin nghi phạm chịu nổi hồng hạnh gửi tin nhắn cho giảng phàm nói nửa tiếng không ngừng người này tinh thần quá thấp phải kích thích một chút mấy người đưa mặt nhìn nhau nghĩ cũng đúng cái miệng của giảng phàm khi muốn người ta cười là cười không khép miệng lại được muốn người ta chết nghẹn thì nghẹn không ăn nổi cơm phiền thì cũng phiền chết người từng có lần đội trưởng phải treo hẳn tấm biển ở cửa không tiếp giảng phàm, chuyện này thành trò cười trong đại đội một rất lâu. Phòng thẩm vấn là không gian kín mít cực kỳ bí bách, đèn sợi đốt treo lủng lẳng phát ra ánh sáng trắng và ngửa đầu lên lóa mắt, bốn mặt tường là camera giám sát, tất cả mọi thứ khiến người ta cảm giác ngột ngạt vô cùng. Giảng phàm nhận được tin nhắn bắt đầu nói không ngừng, hỏi nơi sinh, kể chuyện vui vẻ hứng thú, xem tư liệu biết đồng Hải Bình từng mở quán bar, thế là nói chuyện về rượu, Biết hắn là người đại nguyên, giảng giải món ăn cùng lịch sử. Đề tài loạn, nói liền 10 phút, nói không hiểu mình nói cái gì, nói khô miệng mà phạm nhân vẫn cứ bộ dạng người chết, giảng phàm cũng gặp khó, đứng dậy lấy nước uống, nhìn Đồng Hải Bình, ra kết luận, tên này đánh ba gậy cũng không phun được phát trắm nào. Nản chí gửi tin nhắn, thay người. Chớp mắt tin nhắn đã trả lời, không được. Giảng phàm chửi thầm, xem thời gian mới gần một nửa. Yên tĩnh lại nhìn đồng hải bình mặt chữ điền, môi dày tráng rộng, nhìn thế nào cũng giống người thật thà. Nỗ lực vắt óc kiểm tra hàng ngàn khuôn mặt đã từng tới để nhất qua, xem giống ai, lúc ở quán có ai mà mình không đối phó được đâu. Hẳn là một người hiền lành, bị bắt mà chẳng giận, quần áo thì kiểu mấy năm trước, tầng cấp không phải là cao, sống đơn giản không dư giả, bất kể nói thế nào cũng giống thị dân bình thường sống quy củ, ánh mắt không giống bất kỳ nghi phạm nào từng mang về đội người như vậy sao lại dính líu tới vụ án? Anh Đồng, tôi nói tới mệt rồi, anh nghe cũng phiền rồi, thế này đi, cơm đã nguội, nếu ăn thì nói một tiếng, lát nữa tôi hâm nóng cho anh. Dù sao anh cũng rảnh, sao không nói chuyện chút, kỳ thực đưa anh vào đây tôi cũng thấy ấy nấy, anh không phải loại người đó. Tục ngữ nói, gái sợ gã nhầm chồng, trai sợ làm nhầm nghề, anh không giống người làm chuyện phạm pháp. Tôi nghi anh bị nữ nhân kia kéo xuống nước hay là nữ nhân kia vu hãm anh vừa nói tới nữ nhân kia giảng phàm thấy ánh mắt đối phương có phản ứng giống hoảng loạn hoặc hồi tưởng gì đó đúng rồi nhược điểm của hắn là nữ nhân đó anh hùng khó qua ải mỹ nhân huống hồ hắn chẳng phải anh hùng mà nữ nhân kia chắc chắn là mỹ nữ hẳn không thích một nam nhân thành thật tướng mạo chẳng có gì tiền cũng không có vậy đó là quan hệ gì càng việc gây tò mò giảng phàm càng hứng thú tùy ý nói anh đồng nói thẳng nhé cái bút tìm được ở nhà anh hôm nay đã xác nhận là vật bị đánh cắp, có những chuyện anh không chối được đâu, tôi đoán anh cũng biết mình không thoát được, sớm muộn cũng bị bắt. Anh xem hai người này. Giảng phàm đẩy hai bức ảnh người bị hại tới, đây là chủ nhân cái bút vạn bảo Long Cương, bị các anh tiêm thuốc mê xong giờ nửa si nửa ngốc. Còn đây là chủ nhân cái di động, vụ án xảy ra vào tháng 12 năm ngoái, tới giờ vẫn nằm viện, anh biết sao rồi không? Nói chuyện là chảy nước giải, thiếu chút nữa thành người thực vật đấy. Không chỉ nói như thật mà giảng phàm còn biểu diễn như thật, méo miệng lệch mắt, trông như thằng ngốc, đồng hải bình chẳng phản ứng, người trong phòng giám sát thì thở dài, len lén nhìn hồ lệ quân, đợi cô chấm dứt trò hề này, nhưng hồ lệ quân vẫn nhìn cực kỳ chăm chú, không để ý tới xung quanh. Anh đồng, anh nói bằng lương tâm đi, giờ nam nhân ra ngoài kiếm em gái là hiện tượng xấu nhưng quá phổ biến của xã hội, người ta sợ bị cảnh sát bắt, sợ bị gái chặt chém, sợ bị nhiễm bệnh đã đủ đen rồi, giờ bị anh biến thành kẻ ngốc, đáng không? Tội của anh là treo lên cuộc đoàn một cái, vì vài đồng tiền, đáng không? Dù sao điều văn pháp luật thực sự giảng phàm biết rất hữu hạn, nói vống lên cũng chẳng sao. Anh đồng, cô tình nhân của anh đẹp lắm phải không, mặt nửa trên giống trương mạng ngọc, nửa dưới giống quảng chi lâm. Hả anh không đồng ý. Dù sao cũng là mỹ nữ, dáng cũng tốt phải không, tôi nhìn cũng động lòng ai đáng tiếc vài ngày nữa giống anh bị còng trên ghế sau đó ném vào lồng sắt phán chung thân hoặc tử hình dẫn ra pháp trường rồi bất thình lình học tiếng súng hô đoàn anh có cảm giác gì câu cuối cùng làm đồng hải bình đứng dậy nhưng bị còng giữ lại cảnh sát các bên cửa ấn vai hắn xuống nhưng hắn bị kích thích rồi càng ấn thì hắn càng muốn đứng dậy vùng vẫy gào thét do tôi tất cả do tôi các người bắt tôi đi bắn tôi đi thực sự do anh à. Tội nặng như thế anh muốn gánh hết. Giảng phàm ngoài người tới, ngữ khí lạnh lùng. Là tôi, tôi làm, đồng hải bình đấm vách ngăn, mặt vặn vẹo. Không đúng, anh đồng, tôi xem ghi chép lời khai, người bị hại từng phát sinh quan hệ tình dục với nữ nghi phạm, à, là làm tình ấy, anh và người bị hại cùng là nam, thì làm thế nào? Tôi thấy anh có giống xu hướng tình dục bất thường đâu. Đồng Hải Bình như bị sét đánh, thì yên tĩnh lại mắt giữ tận quyết liệt thành bàn hoàng hoang mang có vẻ không tin môi run lẩy bẩy giảng phàm cũng ngẩn ra có vẻ đồng hải bình không biết chi tiết gây án chẳng lẽ không phải cùng một bọn bên phòng kia thấy cuối cùng cũng kích thích được nghi phạm thì thở vào phòng tuyến tâm lý của nghi phạm đã sụp đổ thấy thời điểm đột phá khai thác đã tới sự tỉnh viện định đi hồ lệ quân gọi lại đợi đã biểu hiện của nghi phạm khiến cô bắt được linh cảm rồi lại bị linh cảm đó làm sinh ra một nỗi buồn vô cớ giảng phàm cũng nhận ra nam nhân này vừa yêu vừa hận vừa nhớ nhung lại kỵ húy đặc biệt mẫn cảm với quan hệ giữa người bị hại và nữ nghi phạm đáng thương đây là nam nhân vô cùng đáng thương bị nữ nhân kia vờn trong lòng bàn tay mà chẳng biết gì người này không cần an ủi hay khuyên giải mà phải dùng dao đâm vào tim cho tỉnh đường lối càng lúc càng rõ ràng giảng phàm đứng dậy đứng trước mặt đồng hải bình anh đồng thì thực chúng ta đều hiểu, trì hoãn là vỗ nghĩa, chân tướng sáng tỏ là chuyện sớm muộn thôi, anh không nói ra đi cho nhẹ người, bất kể là vụ án hay tình cảm, nó quá nặng nề với anh. Không nói gì. Được, anh không nói thì tôi nói, vụ án đầu tiên xảy ra vào tháng 7 năm ngoái, đó là khi quán bar của anh đóng cửa 2 tháng, sau khi mất nguồn kinh tế, nữ nhân đó bắt đầu gây án, còn anh là đồng phạm, đúng chứ? Vẫn không nói gì xong mặt đã có phản ứng giảng phàm đang nghe truyện trên tv audio cv đi qua đi lại nói không ngừng vụ án vô cùng đơn giản một nữ nhân nữ nhân mà anh rất quan tâm cô ấy rất xinh đẹp rất thông minh biết làm thế nào để lấy được lòng tin của nam nhân biết làm thế nào để dụ dỗ nam nhân vào khách sạn thuê phòng sau đó bôi thuốc mê lên ngực cho nam nhân liếm mút và gây hôn mê anh mua thuốc để giúp cô ấy trị phản ứng phụ của thuốc cô gái này làm việc quyết đoán hữu hiệu nhưng lấy mình làm mồi nhữ cần dũng khí rất lớn sơ xuất một chút, mất cả môi lẫn cần. Đồng Hải Bình hai tay run run, cơ mặt co giật, chân lùi lại sau, đó là biểu hiện tự bảo hộ. Người thông minh đến mấy cũng không tính được tương lai, thuốc cũng không phải lúc nào cũng có tác dụng, hoặc nói cách khác, một vài nam nhân có sở thích tương đối đặc thù. Thế nên cô ấy đành phải diễn giả thành thật, cùng một số nạn nhân quan hệ tình dục. Tưởng tượng xem, một lão già béo như lợn, hơn 60 rồi, mày mặt ghê tởm, dâm dục háo sắc, dày vò cô ấy. Nhưng tôi đoán cô ấy cũng cũng chẳng để trong lòng, cũng không nói với anh, đúng chứ? Đồng Hải Bình như lên cơn động kinh, đã bị kích thích tột độ. Tất cả có 7 người. Còn người này nữa, vốn học viết văn, miêu tả dung mạo cùng với mỗi chi tiết cùng cô ấy ở trên giường, xem ra rất hài lòng, rất thỏa mãn. Anh muốn biết không, tôi có thể chia sẻ lời khai này với anh. Nữ nhân đó vốn không coi anh ra gì, hai người không có kết quả. Tôi nghĩ hai người lâu lắm rồi không có quan hệ kia phải không? Một nữ nhân cởi trần truồng trước mặt bao nam nhân như thế. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Đồng Hải Bình ôm chặt tay gào thét, gục đầu vào tường thống khổ tột độ vang sinh. Gần như chỉ vài giây sau, cửa phòng thẩm vấn bật mở, Hồ Lệ Quân bước vào, đủ rồi giảng phàm. Cậu ra đi. Khoan, giảng phàm ngăn Hồ Lệ Quân, bình tĩnh nói, tôi còn một câu nữa muốn nói, rất quan trọng. Đồng Hải Bình, tôi còn một câu cuối cùng nữa, có muốn nghe không? Anh không nghe sẽ hối hận. Giống như nữ nhân kia vậy, được và mất, đều làm anh hối hận. Đồng Hải Bình sụp đổ rồi, nước mắt nước mũi lem nhem cả mặt, mếu máu như đứa bé, nói đi, còn gì mà không thể nói. Câu cuối cùng tôi muốn cho anh biết, toàn bộ những lời tôi vừa nói là tưởng tượng và suy đoán. Nói cách khác, tôi lừa anh, tôi xin lỗi. Giảng phàm chân thành cúi đầu, nhìn ánh mắt như sống lại của đồng hải bình có vài phần không đành lòng vụ án không do anh gây ra anh lừa tôi tôi lừa anh thế là hòa nhưng những lời tôi nói sẽ thành sự thực nếu cô ấy cứ tiếp tục thế này đó là điều không thể tránh khỏi một lần hai lần nhiều lần cuối cùng cô ấy không phải bị hủy trong tay những nam nhân kia mà là trong tay cô ấy anh nghĩ đi giờ anh nói là giúp cô ấy không phải hại cô ấy cô ấy ở trong tù anh còn gặp được còn có cơ hội đợi cô ấy ra ngoài, hai người bắt đầu lại. Cơm nguội rồi, tôi đi hâm nóng, anh nói với họ, tôi mang cơm cho anh. Phòng thẩm vấn rất yên tĩnh, Hồ Lệ Quân nhìn chằm chằm đồng Hải Bình, một nam nhân trung niên tâm thái phức tạp thể hiện hết lên khuôn mặt chất phát, mức độ phức tạp đó, vụ án không thể so bằng, cô thấy trước đó mình đập bàn mắng mỏ người ta thật nông cạn, giảng phàm nói đúng, làm cảnh sát quá lâu, trong lòng chỉ có vụ án và nghi phạm. Không còn đồng cảm nữa. Đồng Hải Bình như vừa trải qua một cuộc đấu tranh sinh tử, đầu ngã ra sau, hít một hơi, giọng lạc đi, không cần cô hỏi, tôi nói. Ghi âm, ghi chép, ghi hình đồng loạt bắt đầu, hồ lệ quân, sử tỉnh viện, quách nguyên thẩm vấn vô cùng thuận lợi, đèn trong phòng thẩm vấn sáng suốt đêm. Còn lại Tiêu Thành Cương, Lương Vũ Vân, Dương Hồng Hạnh ba người chẳng ai bảo ai đồng loạt chạy hành lang tới bếp, hưng phấn nhất không ai ngoài Thành Cương, Hoa Ca, Hoa Ca, anh thật lợi hại, còn lợi hại hơn sư phụ em. Hả? Không có ai, ba người nhìn trong nhà ăn không có ai cả, bếp vẫn lửa cháy bừng bừng, nồi bốc hơi ngùn ngụt, đúng là đi hâm thức ăn cho nghi phạm rồi. Ba người lấy làm lạ đi vào, không ngờ Oa Ca vừa rồi biểu hiện cực kỳ ấn tượng giờ lại ngồi bên bàn sơ chế thức ăn tới ngay người. Sao mọi người lại vào đây? Giảng Phàm hỏi. Lương Vũ Vân hết sức cao hứng, sao bọn em không vào được, Bây giờ em ngày càng ngưỡng mộ anh rồi đấy Tên đồng hải bình đó khóc như trẻ con luôn Có gì mà vui chứ Giảng phàm lắc đầu Giọng sa sút Dương Hồng Hạnh khuyên nhủ Sao thế Giảng phàm Tuy anh nói chuyện hơi quá đáng Nhưng thẩm vấn phải thế mới có hiệu quả Giảng phàm rời bếp rót cốc nước lớn uống hết Thấy mọi người đi theo Ánh mắt có chút khó hiểu Anh có một câu hỏi Mọi người giải thích hộ nhé Ba người kia cùng gật đầu trong giảng phàm có vẻ hết sức buồn bã. Anh đang rất hoang mang, nói thế này đi, vụ án diễn ra cho tới tận giờ này, sự đồng cảm của anh càng ngã về phía nghi phạm chứ không phải người bị hại. Nghi phạm là một nam nhân trung niên, mất đi người mình yêu, chuyện này còn đau đớn hơn ngồi tù. Còn nữ nghi phạm, sắp xa lưới pháp luật, chờ đợi cô ấy là những ngày tháng dài dằn dặt đối diện với chấn song sắt. Được đem so hai bên, người bị hại vì trong quá trình phạm pháp bị hại mà thành người bị hại, nghiêm khắc mà nói bọn họ cũng là tội phạm, cái bọn họ mất đi chỉ là một phần nhỏ tài sản, giống chúng ta mất 200 đồng vậy. Còn nghi phạm, có lẽ mất đi nửa đời còn lại. Có công bằng không? Không ngờ lại là một câu hỏi như vậy, Tiêu Thành Cương gãi đầu thấy qua ca nói có vẻ có lý, Dương Hồng Hạnh không biết trả lời ra sao, lòng cũng trùng xuống, Lương Vũ Vân suy nghĩ rồi đáp, giảng phàm, nói từ góc độ pháp luật thì không cách nào giải thích được, mua dâm chỉ bị xử phạt quản lý trị an còn hành vi của nữ nghi phạm kia là cướp của hơn nửa số tiền rất lớn hợp tình không hợp lý hợp lý không hợp tình chuyện hợp pháp mà không hợp tình lý nhiều lắm pháp luật chỉ có thể bảo vệ lợi ích số đông anh đừng nghĩ nhiều anh không tán đồng giảng phàm như người làm sai việc gì lại cầm cốc lên định uống nhưng nước hết rồi đầu cúi xuống mọi người xem hành vi của anh vừa rồi đáng ghê tởm anh đập nát ảo tưởng mỹ hảo nhất của một người đáng thương mọi người nói đấu tranh với tội phạm phải như thế làm cảnh sát là khiến mình trở nên tàn nhẫn sao đến lúc cuối cùng nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của đồng hải bình anh vô cùng hối hận vì chuyện mình làm tiêu thành cường phụ họa hoa ca xưa nay anh nói chuyện với ai chẳng đáng ghét như thế giảng phàm trừng mắt xéo còn không xéo phạt mày một bát cơm em xéo em xéo tiêu thành cương chạy ngay tới cửa còn không quên lén lút giơ ngón giữa với giảng phàm đầu óc thành cương rất đơn giản, nếu bình thường thế nào cũng khiến nữ đồng nghiệp cười rồi, hôm nay khóe môi nhếch lên lại không cười được, Lương Vũ Vân đặt tay lên ngực giảng phàm vỗ nhẹ nhẹ, em luôn nghĩ anh nông cạn, xem ra người nông cạn là em. Nói xong rời đi. Giảng phàm đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, em thấy anh rất xuất sắc, từ vụ án tiền giả được đưa vào tuyển tầng vụ án của tỉnh, Tết vừa rồi bạn học tụ họp ở Đại Nguyên, ai cũng hỏi đến anh. Giờ anh lại gần như một tay hóa giải vụ án bế tắc này, về sau anh nhất định sẽ là một cảnh sát ưu tú. Dương Hồng Hạnh nắm tay Giảng Phàm kéo y ngồi xuống bàn, anh không sai, anh đang làm nhiệm vụ. Giảng Phàm không nói gì cả, dường như bị cảm nhiễm sự trầm mặc của nghi phạm vậy, Dương Hồng Hạnh cũng không nói, từ từ ngã đầu vào vai y. Trưa hôm sau lục kiên định cùng chi đội trưởng tới đại đội 1, hôm qua đã là ngày cuối cùng của kỳ hạn phá án, hắn còn đang nghĩ cách làm sao nói khó trì hoãn vài ngày, không ngờ đang ở văn phòng chi đội trưởng thì nhận được tin nghi phạm đầu tiên bị bắt quy án. Tiếp đó sáng hôm nay Hồ Lệ Quân trở về báo cáo đã làm rõ toàn bộ vụ án mới dám dẫn chi đội trưởng tới. Trong phòng hội nghị, tấm bản dán tin tức về vụ án đã thay đổi, chính giữa là một bức ảnh nữ nhân, mái tóc dài gần sóng, đôi mắt đẹp mê hồn, giống như ảnh nghệ thuật của Minh Tinh, Bức ảnh này do nhân viên lục soát theo lời khai của Đồng Hải Bình tìm được tấm ảnh của nghi phạm rồi in ra. Sở tỉnh viện chỉ ảnh nghi phạm báo cáo, đây là nghi phạm số 1 của vụ án, tên tạ Vãn Tình, nữ, 29 tuổi, được 3 người bị hại xác nhận. Người này học đại học hạng 2 ở Đại Nguyên, sau đó lần lượt làm nhân viên văn phòng, tiêu thụ xe hơi, bán bảo hiểm, thậm chí phục vụ ở hộp đêm, quán bar, quan hệ xã hội rất phức tạp. Theo Đồng Hải Bình khai báo, Trước khi hai người họ gặp nhau, tạ vãn tình nhiều lần yêu đương, thậm chí một lần suýt cưới ông chủ công ty bán xe, cuối cùng thất bại. Hai năm trước tạ vãn tình tới làm việc ở quán bar của Đồng Hải Bình, sau đó có quan hệ tình nhân, tình cảm rất tốt. Lục kiên định hỏi xen vào, vậy vì sao lại đi cướp, không phải đang rất tốt à? Tần Cao Phong cười nhạt, loại chuyện này hắn gặp nhiều, không vì mỹ nữ mà khiến suy đoán ảnh hưởng, lòng tham thôi. Đúng thế, theo phân tích của chúng tôi, Thực chất ban đầu nữ nhân này nhắm vào gia sản của Đồng Hải Bình, mà Đồng Hải Bình không hề giàu có như cô ta nghĩ. Khi mở quán ba thì một nửa đi vay bạn bè người thân, hơn nửa kinh doanh không tốt, tới cuối tháng 4 năm ngoái phải đóng cửa, chẳng những không có chút tích góp nào, còn nợ tiền. Hai người từ đó dần dần lạnh nhạt, tạ vãn tình biến mất 2 tháng, tới một ngày, cũng tức là tháng 7 năm ngoái, cô ta xuất hiện giao cho Đồng Hải Bình một cái đồng hồ đắt tiền để xử lý, hai người tiếp tục sống chung chúng tôi đoán cô ta gặp biến cố trong thời gian này nên đi vào con đường phạm tội, nên mới dùng nhà Đồng Hải Bình làm nơi ẩn thân và giấu tan vật. Đồng Hải Bình tuy có nghi vấn, nhưng do xưa nay luôn si mê và nghe lời tạ vãn tình, lại thêm thiếu tiền, nên thành đồng phạm. Do trước kia hắn kinh doanh có nhiều quan hệ, thông qua đó xử lý những món đồ đắt tiền kia. Hai người thành tổ hợp kỳ quái, tới năm nay, Đồng Hải Bình cuối cùng cũng phát hiện điều bất thường, tạ vãn tình không che giấu, nhưng vì quá yêu thương cô ta nên vẫn nghe lời, còn nhiều lần vào hiệu thuốc mua thuốc, khiến chúng ta phát giác. Hơn một tháng trước, Đồng Hải Bình vô tình phát hiện tạ vãn tình còn có một nam nhân khác bên ngoài, sau đó hai người cãi nhau, sau đó cô ta bỏ đi, nam nhân này rất có thể là kẻ thao túng tạ vãn tình. Hiện theo manh mối Đồng Hải Bình cung cấp, chúng tôi đã khóa chặt tiểu khu ngủ nhất nơi tạ vãn tình thuê nhà, đối với nghi phạm số 3, sẽ xác nhận và bắt trong ngày hôm nay. Chi đội trưởng thở phào, vụ án tới lúc này cơ bản là xong rồi, chỉ còn đợi bắt người là xong, mục tiêu vẫn chưa rõ sao. Vẫn chưa, tạ vãn tình đã thay đổi số điện thoại, không cách nào xác định, hơn nữa còn có rất nhiều chứng minh giả, chúng tôi chỉ có thể dựa vào ảnh để bí mật điều tra. Hiện giờ đã lập chốt theo dõi, chỉ cần cô ta lộ diện là bắt giữ. Sử tỉnh viện xác nhận lại. Chi đội trưởng lo lắng, tiểu khu ngủ nhất cũ rồi, phiền đấy, cho đó phải tới mấy nghìn hộ phải không? Lục kiên định trấn an, anh cứ yên tâm, lệ quân đã phái toàn bộ lực lượng có thể rồi, đồn công an phái 20 cảnh sát hiệp trợ cùng bảo an trong khu, chúng tôi khống chế hết bốn lối ra, cô ta không thoát được. Nhất định phải làm cho không một sơ hở này, hôm nay quá hạn rồi đấy. Chi đội trưởng nhắc lại lần nữa. Lục kiên định mặt dày, vụ án đã làm rõ, tất nhiên không còn sợ áp lực kỳ hạn nữa. Chi đội trưởng, lần trước tổ chức họp anh còn nói đây là vụ án vô vọng, chúng tôi một tuần đã phá án anh còn muốn chúng tôi làm sao nữa nếu không có đại đội một hỗ trợ cả thành phố còn đang chạy loanh quanh vô nghĩa đại đội một đúng là nhân tài lớp lớp nhất là giảng phàm đúng là tin như quỷ đội trưởng tần nhãn quan thật tốt tìm ra kỳ tài chúng tôi lỗ to hai học viên tốt nghiệp cùng khóa với cậu ấy tới giờ vẫn pha trà lao bàn ngay cả báo cáo vụ án còn lắp bắp chi đội trưởng cho tôi cậu ta đi cao phong cậu có đồng ý không? Tôi không thể trắng trợn đào người của cậu như thế. Tán nửa ngày, té ra mục đích cuối cùng là đây, chi đội trưởng cười lớn nhìn Tần Cao Phong, giọng điệu rõ ràng là ngã về phía đội trọng án, lục kiên định là cánh tay phải của ông ta mà. Đồng ý, đồng ý chứ, đội trưởng Tần đồng ý lâu rồi. Lục kiên định cướp lời. Tần Cao Phong vẫn câu nói đó, tới không từ chối, đi không giữ, điều này đồng nghĩa là đồng ý rồi, sự tỉnh viện không hài lòng không biết vì sao nghĩ tới giảng phàm sắp đi rồi, thấy lòng hụt hẫn. Cùng lúc đó ở hiện trường cuộc vây bắt. Từ mặt trời mới mọc tới giữa trưa, từ giữa trưa lại tới khi trời chiều dần ngã bóng, tiểu khu trải ánh hoàng kim tiễn người đi lại, lại cùng hoàng hôn đón người về nhà. Đó là một tiểu khu cách trung tâm thành phố không xa, mở rộng ba lần, giờ đã có ba khu dân cư, bên trong có đại lý ngân hàng, siêu thị mini, nhà hàng cùng với loạt quán nhỏ men theo lối đi vào tạo thành khu phố sầm uất nho nhỏ. 40 nhân viên điều tra hòa vào đây không gây chú ý lắm. Trên con đường đi ở khu giữa, đổ một chiếc Toyota đỏ, hai người đứng sóng vai một nam một nữ, nói lời tình tứ, cái xe này đổ ở đây một ngay rồi, người qua lại không ai chú ý, thời buổi này người trẻ tuổi trốn trong xe làm tình chẳng lạ gì, làm việc khác thì càng không ai chú ý. Cái bất bình thường là nhân viên điều tra đều mặc thường phục ấn nấp trong các ngóc ngách của tiểu khu này, bảo an và quản lý tiểu khu được báo tin, đem toàn bộ phòng giám sát giao cho họ. Mà cái xe Toyota kia cũng là một điểm theo dõi, nằm ở chính giữa tiểu khu, tầm nhìn về mấy phía đều thông thoáng, không những tiện giám thị và còn tiện chi viện. Ngồi trong xe là tổ hợp đội 1, Giảng Phạm và Dương Hồng Hạnh. Xét nhân tố nghi phạm là nữ, lần điều tra và bắt giữ này là nam nữ phối hợp, tuyến đầu vốn không có nhiều nữ cảnh sát đều bị điều hết. Dương Hồng Hạnh là chủ động xung phong, nhưng có lẽ không ai biết hứng thú của cô ở người phá án chứ không phải vụ án vì thế cả ngày chẳng thu hoạch gì cũng không thất vọng trong xe phát âm nhạc nhẹ nhàng dương hồng hạnh khẽ ngâm nga theo giai điệu du dương có vẻ rất hưởng thụ không khí này giảng phàm thì như mèo bệnh ôm vô lăng thi thoảng nhìn xung quanh có lẽ cũng không phải đang tìm nghi phạm mà ngồi lâu buồn chán mà thôi cả ngày hôm nay giảng phàm vẫn cứ trầm lặng hẳn là do lần thẩm vấn kia Dương Hồng Hạnh treo mấy lần mà không thể làm cái mồm kia nói vài câu đùa. Sau một đêm thẩm vấn kết quả đã rõ ràng, Đồng Hải Bình tuy bất hạnh, nhưng là người tàn trữ tiêu thụ tan vật, có thể đồng cảm, nhưng không thể giúp gì, Dương Hồng Hạnh nói rất nhiều cái tâm kết này mới nới lỏng một chút. Trong xe lại lần nữa chuyển loại âm nhạc, là đĩa CD nhạc không lời, Dương Hồng Hạnh muốn tìm đề tài, nhưng mãi không thấy giảng phàm phản ứng, hỏi, giảng phàm, anh có nghe ra đây là nhạc gì không? giảng phàm lười nhát đáp em trong anh giống có tế bào âm nhạc không ồ em quên mất anh chỉ biết giả tiếng động vật hì hì có điều cái này em nói một cái là anh biết ngay dương hồng hạnh e là nhớ tới buổi biểu diễn ở lễ tốt nghiệp romeo and juliet cái gì giảng phàm không tập trung không nghe ra trình độ tiếng anh của y cơ bản chỉ học được hello hay là phát diêu mà thôi sâu xa hơn thì chịu sao so với đám nữ cảnh sát nói tiếng Anh còn trôi chảy hơn tiếng Hán được. Romeo và Romeo and Juliet, anh không thể không biết chứ, nghe đi, giống như hai người đang thổ lộ tâm tình, tới chết không thay đổi. Đoạn tiếp theo là Romeo and Juliet tỉnh lại, phát hiện người yêu đã uống thuốc độc, đau lòng rút kiếm tự vẫn. Em còn nhờ thời đại học nghe giáo viên nước ngoài hát cho nghe đoạn đó, đoạn Romeo nhìn thấy người yêu chết ấy, rất đau lòng, Dương Hồng Hạnh nói có vẻ si mê, người hơi lắc lư hưởng thụ âm nhạc nói nửa ngày trời mới nhận ra giảng phàm chẳng phản ứng ngạc nhiên anh thực sự không biết romeo và romeo and juliet à coi thường người khác à giảng phàm trừng mắt lôi mẹ ra hai mấy năm trước mẹ anh là sinh viên ưu tú của đại học ngoại ngữ sơn bắc đấy nhà anh có cả cuốn sách này bằng nguyên văn tiếng anh thế à đương nhiên giả sao được có điều anh không hiểu em nói romeo với romeo and juliet với anh còn không bằng nói khoai tây với củ cải giảng phàm đây chính là điểm anh làm người ta ghét đấy câu chuyện tình yêu thuần khiết như thế đừng phá hỏng nó được không thật mất hứng thuần khiết giảng phàm xì một tiếng đừng tưởng anh không biết mẹ anh kể cho anh nghe rồi câu chuyện này giống lương sơn bá và chúc anh đài toàn là vớ vẩn romeo trước đó có bạn gái tên là gì ấy sau đó hắn gặp romeo and juliet liền quên người yêu cũ chuyện này dùng ngôn ngữ dân gian gọi là gì nhỉ là gian phu dâm phụ lấy cái chết tạ tội đấy vì sao mấy câu chuyện ái tình lưu truyền thiên của toàn là bi kịch vì người ta không tin kịch vui tác giả cũng không bán nổi thế nên romeo và juliet phải chết lương chúc phải hóa bướng toàn là lừa đảo kiếm tiền thôi dương hồng hạnh thở phì phò Câu chuyện mà cô yêu thích nhất bị nói thành cái gì rồi, anh cố tình làm em ghét anh đấy à. Nói rồi tắt nhạc đi, không có ý tạo không khí nữa, giận dỗi quay mặt sang bên, vậy mà không thèm dỗ dành người ta nữa, so với thời ở trường huấn luyện giống như hai người khác nhau. Chẳng lẽ anh ấy cố tình đẩy mình ra xa? Nghĩ thế không kìm được, phát hiện giảng phàm bò hoài trên bảng điều khiển nhìn cái gì đó. Anh phát hiện ra cái gì rồi? Nhìn đi, ở phương hướng 7 giờ trong cái xe màu trắng ấy. Dương Hồng Hạnh nhìn về phía chiếc huyên đai trắng, thấy một nam nhân đang cúi đầu say sư hôn một nữ nhân ở ghế phụ, cô gái kháng cự rất miễn cưỡng, sau đó dần thuận theo, bây giờ người ta hôn nhau ở giữa phố còn không hiếm nữa là, thì sao? Anh thật là... Kìa, kìa đè xuống rồi, nếu không có ai, bọn họ sẽ làm thật đấy, em tin không? Giảng phàm xem rất say sưa, hết vụ án, công tác rồi huấn luyện khô khan cả tháng rồi mình không nếm thử tư vị đó rất nhớ lưu manh dương hồng hạnh đấm giảng phàm mấy cái tuy thế lén lết lúc lúc nhìn lúc này cô nam quả nữ làm sao không bị kích thích lớp trưởng hỏi em một vấn đề riêng tư nhé cái gì dương hồng hạnh giật mình sợ giảng phàm biết mình đang nhìn cảnh kia nụ hôn đầu của em bị cướp mất khi mấy tuổi không cho anh biết Dương Hồng Hạnh đỏ mặt quay đầu đi. Giảng Phàm nhìn bộ dạng thẹn thùng của Dương Hồng Hạnh mà cười thầm, từ lâu đã nhận ra cô lớp trưởng này không có mấy kinh nghiệm yên đương, đang định treo vài câu thì từ trên xe cô gái đẩy cửa xe bước xuống, gió thu thổi qua, mép váy phiêu phiêu, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người đẹp như tinh linh, tích tắc toàn thân cứng đờ. Không dám tin vào mắt mình phải chăng nhìn lầm. Nhưng làm sao mà lầm cho được? Dù cách rất xa, dù không nhìn rõ mặt nữ nhân đó, nhưng nhận ra một người đâu phải chỉ bằng khuôn mặt, từ vóc dáng, từ cách ăn mặc, hoặc là bằng cảm giác quen thuộc là đủ, một thứ cảm giác mà những người cực kỳ thân thiết mới có. Dường đang có bông tuyết lạnh lẽo đổ xuống trong lòng giảng phàm, chỉ tích tắc đã đóng băng trái tim y, thậm chí thân thể cũng biến thành lạnh lẽo, khắp khuôn mặt là vẻ bàng hoàng. Trắc Tự hồ có thứ gì đang vỡ vụn, biến thành từng mảnh nhỏ, đâm vào tim giảng phàm, cơn đau đó làm y choàng tỉnh. Rầm một cái, Giảng phàm đã tung cửa xông ra, lao về phía đôi nữ nhân kia, nam nhân cũng đã xuống xe, đi vòng qua ôm lấy nữ nhân, nữ nhân khẽ đẩy một cái muốn dãy ra, đưa mắt nguyết nam nhân một cái tình tứ, rốt cuộc vẫn để hắn ôm lấy eo, hai người thân mật nép vào nhau. Giảng phàm thấy cảnh đó thì chân lão đảo, quát lên, hương hương. Giọng nói vì nỗi đau quá lớn mà lạc đi, mang theo sự bàng hoàng. Người ở phía trước đứng lại, quay người, khuôn mặt xinh đẹp tích tắc trắng bệch tới đáng sợ, kinh hoàng ôm miệng, ánh mắt đó như muốn sợ hãi tới mức bỏ chạy, nhưng hai chân lại đóng đinh xuống đất, nhìn giảng phàm chăm chăm. Nam nhân bên cạnh thấy vẻ mặt Lưu Hương Thuần khiếp đảm, vội hỏi, Hương Thuần, ai thế? Em làm sao vậy? Này anh! Anh là ai? Đó là một nam nhân rất lịch lãm, có vài phần thành thục, một nam nhân có xe, nói không chừng còn có nhà ở nơi này, một nam nhân đang ôm eo cô gái mình yêu thương. Trong đầu giảng phàm lại hiện ra cảnh tượng vừa phát sinh, toàn thân rụng rời, trời đất như đảo lộn, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh nữa, hai tay vô thức nắm lại kêu răng rắc. Lời tỏ tình ngây thơ, rồi âu yếm buồn nôn, cũng từng ồn ào cãi vã, cười cười nói nói, cùng ôm nhau đi vào giấc ngủ, sáng sớm vẫn quấn quyết không rời giường, cùng tỏ không mục đích suốt cả ngày, rồi cùng nhau thảo luận tương lai, cùng mơ ước có một mái nhà. Giảng phàm từng sợ mình không giữ nổi hương hương, để rồi kỷ niệm chỉ còn là hồi ức, nhưng giờ nó lại thành ác mộng. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mang theo cơn gió, giảng phàm như con báo bị chọc giận, xông tới. Dương Hồng Hạnh thất kinh nhìn thấy giảng phàm vừa rồi còn cười đùa, trong chớp mắt biến thành con hung thú, đấm thẳng vào mặt nam nhân kia, cú đấm mang sức mạnh kinh khủng làm người đó như bị trâu hút tung về phía sau vậy. Giảng phàm vẫn cứ lao đến, cưỡi lên người nam nhân đó đấm liên tục. Nữ nhân kia kéo giảng phàm, kéo không được, vung tay tác. bốt Dương Hồng Hạnh tưởng chừng nghe thấy tiếng tác đó, không nghĩ gì cả, chạy vội tới. Một cái tác cực lực, đanh gọn, giảng phàm sững sờ, đưa tay ôm má, không sao tin nổi, em tác anh. Vì hắn mà em tác anh sao? Em, em, Lưu Hương Thuần môi run run lùi lại. Giảng phàm phúc chốc sững sờ, khuôn mặt lại bị cơn cuồng nộ làm vặn vẹo, chỉ người nằm trên mặt đất, hắn là ai? Lưu Hương Thuần rùng mình, cô chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt kinh khủng này, lão đảo lùi ra sau, trong ký ức của cô giảng phàm luôn người ngốc nghếch, bị cô đánh cũng cười, em. Không ngờ người nằm dưới đất kia có vài phần đáng mặt nam nhân, tuy mồm, mũi vẫn liên tục chảy máu vẫn cố gượng đứng lên, đừng đụng vào bạn gái tôi, có đánh thì đánh tôi đi. Bạn gái. Câu này chẳng khác nào đổ dầu vào lửa giảng phàm đá một phát vào thẳng mặt hắn, bạn gái mày à, cô ấy theo tao 7 năm rồi, từ khi nào thành bạn gái mày nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha